tiếng hát của diễn viên Quang Thái và ca sĩ Yến Chi. Lần đầu tiên thì cho Quang Thái gửi lời chào đến năm nhà đấu giá. Chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Yến Chi xin chào năm nhà đấu giá cùng toàn thể quý vị đang xem chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Dạ. Hiện tại em đang là ca sĩ hát tại các tụ điểm phòng trà cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em thể hiện một cái bài hát mà làm cho người ta điên lên. Từ 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 cung bậc càng lên càng lên càng lên càng lên. Tôi điên luôn. Anh ơi, chết tôi. Anh ơi, anh em mình hợp tác thành công rồi đó. Yes sir. Yeah. Thôi, tôi nói thiệt, tôi không đấu giá được hai bạn này. Nhưng mà nói thật nha, nếu mà Chi là hát đơn trong chương trình này, là đây là một cái giọng khủng mà tôi đảm bảo số điểm rất cao ha. Em cảm ơn chị. Vậy đó, mà Thái á, nó hát chung với em, nó không bị lép luôn. Nhìn Thái á, sao nhớ Châu Nhuận Phát ghê luôn á. Thiệt không. Quá đẹp trai đúng không chị Vân? Có... Bạn này giống Quách Phú Thành. Hai cái nhập một, không nghiêng là Châu Nhuận Phát, à, đúng rồi, là Quách Phú Thành. Không, cái khuôn mặt này là khuôn mặt của Quách Phú Thành, nhưng cái thần thái là của Châu Nhuận Phát. Nhất là lúc mà khi mà Thái đọc rap, trời ơi, cái thần thái của Thái đúng là Thái luôn. Ôi, hay quá. Trời ơi, để nói nữa. Anh đã sở hữu được hai tiếng hát này. Lúc mà hai em bước ra, anh không hiểu sao anh tự nhiên bị cuốn hút bởi cái cặp thứ ba này. Cho nên là anh nghĩ là mình phải dành cho bằng được cái cặp này, và cuối cùng là đã thành công. Và khi hai em bước ra đây, khi hai em thể hiện bài hát này, thì anh nghĩ là hai em không phải là trình diễn cho mọi người xem nữa, mà hát cho sướng cái nơi của mình trước đã. Và hôm nay hai em đã thể hiện cái bài hát này tràn đầy những cái tình yêu thương và những cái năng lượng tích cực, làm cho mọi người ở đây rất là phấn khích. Đó là lý do tại sao mà anh Long anh điên loạn lên giống gì hết đó. Thưa quý vị, bây giờ Khanh xin mời anh Quang Thái và chị Yến Chi để tâm sự về ba cái dữ kiện. Dạ, Đồng Tháp là nơi mà lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau. Đó là năm 2013. Lúc đó thì em còn là một cô bé mới có 22 tuổi thôi. Em đi phim gặp ngay anh này vai chính thì tự nhiên đẹp trai quá hay sao. Anh bị đậu lòng đó anh... Sao xuyến anh quá. Thả thính thế nào mà dính ngay lên trong phim luôn, thích luôn. Rồi bây giờ chúng ta đến dữ kiện thứ hai. Lựa chọn là ngày xưa là bà xã bà đóng công phim đó à. Xong cái có những lời mời khác thì em mới nói là bây giờ một người đóng phim thôi, tại thấy làm phim cực quá, em nghĩ là thôi chắc để mình em làm thôi. Còn bà xã thì thích hát hơn, cái đồng lương nó còn ổn định hơn bên diễn viên, nên em mới khuyên là thôi nên ngưng đi, ngưng đóng phim. Chứ nhiều người cũng có lời mời lắm, mà sợ cái nữa, cái đó là chỉ là điều phụ thôi. Còn cái điều chính là sợ nhiều khi mình đi đóng cái mình mất vợ mình luôn á. Lo vậy thôi, cho nên mình nó cấm thôi, không cho đóng phim nữa. Nên em mới nói là bà xã bây giờ không, hai đứa đang tìm hiểu thôi chứ không phải bà xã, là bây giờ chọn đi. Nếu mà còn đam mê danh vọng nữa thì xong phim này anh với em xong, còn nếu như mà tụi mình nghiêm túc á thì em từ bỏ cái danh vọng đi, em làm đi, em rui về Hậu Phương đi. Cuối cùng bà xã em thương em nhiều quá, chấp nhận luôn. Wow. Đó là cái lựa chọn. Không phải là cấm em mà là cho em lựa chọn á. Nhưng mà em đã lựa chọn tình yêu. Và em lựa chọn bây giờ là tổ ấm với ông xã em và một cậu bé trai 3 tuổi rưỡi. Và em đang cảm thấy an yên và hạnh phúc về vấn đề đó. Ông xã cái gì, hai đứa mình đang tìm hiểu thôi. Đang tìm hiểu để mình sống trong cái giai đoạn đó hoài. Dạ. Mới vui. Thưa quý vị, và đó là dữ kiện lựa chọn. Bây giờ đến với cái dữ kiện cuối cùng luôn. Khi mà em đi đóng phim ở dưới Nhà Bè năm 2014, mà em nói là trong đầu em làm phải làm cho bằng được, em mua chiếc xe hơi đầu tiên, xong sau đó em mới cưới vợ. Và sau đó thì bắt đầu cưới bà xã, xong có con, rồi lại cất nhà này nọ. Mình cứ đi từng bước, và em nghĩ là nó cái đó là cái nấc thang của em. Showbiz thì em vẫn có cái mục tiêu riêng của mình. Năm này mình phải làm được cái này, cái phải làm được cái kia. Và vợ chồng em vẫn đi theo từng bước và xây dựng một cái cuộc sống khác mà an yên, hạnh phúc hơn của riêng mình. Sau cái đêm nay, khán giả sẽ thấy rằng nghệ sĩ chúng tôi vẫn là những người tôn chỉ cái điều thứ nhất là về hạnh phúc gia đình, thứ hai là nghề nghiệp chân chính, và thứ ba là tụi tôi sống bằng mồ hôi và nước mắt tụi tôi làm ra. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc viên mãn cho tới mãi 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 luôn. Đây là một trong những cái tập mà quay mà Vũ cảm thấy vui lắm. Vũ vui khi xem từng cặp luôn, nghe câu chuyện của các bạn rồi nghe các bạn hát. Vũ giống như là mình đang
cảm nhận được những cái năng lượng mà nó hạnh phúc và nó tích cực nhất trong một cái thời gian mà nó khó khăn như vậy, để mà có một cái đêm như thế này, thì cảm ơn mấy bạn đã mang những cái năng lượng yêu thương và tích cực đến cho Vũ và tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn anh.